1, 2, 3. Vâng, Cường Nguyễn Milo xin mến chào tất cả bác nhé. Thì trong video ngày nay ngày mùng 9 tháng 7, bên Đình Minh lại tiếp tục được tiếp đón từ sáng giờ thì rất nhiều các đoàn khách rồi. Và trong video ghi lại một chút không khí tại cửa hàng Nguyễn Minh thì có các khách đây đang cũng sắm cho mình combo combo trị giá là hơn 13 triệu đồng một combo gia đình giá bình dân, nhưng sử dụng của anh, cấu hình của anh là sử dụng loa bãi xịn bác nhé, dòng loa Thiệu Đức đó là lô đan bát 25. Bác về chơi với không gian của bác là khoảng 25-30 m², cực kỳ hợp lý. Đây là cái bộ combo các bác có thể văn nghệ được, rất hợp lý và độ bền rất cao. Sử dụng con đẩy Yamaha XP7000 và chiếc băng cơ cấu với một chiếc mic. Thì trong ngày hôm nay thì em cũng tranh thủ ra gặp các bác khách thì cũng ghi lại những một chút không khí tại cửa hàng Minh. Ghi nhận lại tại cửa hàng Minh thì tại cửa hàng em thì vẫn luôn sẵn hàng với rất nhiều các sản phẩm loa bot rất nhiều bác nhá. Như biết thì em về rất nhiều loa bot và một số sản phẩm loa rất nhiều các thương hiệu của Đức rồi là Italia đều có để phụ các bác cũng anh em. Các bác có nhu cầu thì anh em liên hệ trực tiếp với cửa hàng Minh nhé. Địa chỉ bên Minh là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội. Tình đôi đầy mai mối chỉ còn mình.